Hạng 1 tác phong 10 phẩm 13. Áp vào trong đó được vật. Chúng ta xác bạn sao đến có hăng địa tạng là màu tác. Mà dạy rằng đề tài tại là con mấy bạn đó tôi không mấy cái bạn với hẳn con không mấy bạn à, chứ thật chứ vợ con hỏi cái bạn mình lại có không mấy cái bạn thì chắc là phải mời phương tin để khen tin nói sẽ hiện cái bạn có ông trong chân cũng chẳng hết đặng đề tài tạng hôm nay ta ông nhớ hôm nay ta cũng trở đổi lại nếu học cái chân mình mới có tiếp với cái tiếp cái Phật và đại Bồ Tát không chúng chàng rồi đây này đem cái hành chúng sanh một lần nữa đây cái hành chúng sanh ở trong này nó chưa có bà khỏi mà giao phó cho ông. Ông cho đến chúng sinh đó phải đạo và đạo dành một giờ cho một đêm không nên để cho chúng đòi lại còn địa ngục vô giác còn địa ngục tại cho mấy sẽ có cho mình kiếp mới muốn kiếp ơi thì mấy đạo và địa ngục a à, thầy mà nói người muốn kiếp không là muốn khỏi ơi người ta có các mắt cũng như phần định nó có chúng sinh như phần định không định còn nhiều điều hay hết hết ha nó là cái tâm định nhưng mà không lao liều hết hết còn như như ép là nên tăng trưởng bị hết nhưng bị lấy đó anh ta phải chia hình này ra cho mình mất để hai đoạn hay cái chúng nói là chúng nó là giải thoát để tại hôm nay đang cần những người giúp đỡ ông cho mình sang cho sang những người hiện chàng người nam hay nữ nào chẳng biết có chẳng biết có lẽ cho Phật pháp âm như hồi lúc có ông để cho người đó tu tập là nó hành vô hưởng cái đó mới hấp để mình nói này tại biết chúng sang có người như có hàng chàng người như có cái nào sắp đã vào hết đạo như có là phải theo nghiệp phải báo mình đã bắt đạo nó sẽ bị đã bắt đạo với đất ngục nếu đại niệm nếu có thể niệm đặng như hiểu một đức Phật như hiểu một Bồ Tát còn không cái nến hờ hãy nên dùng một đức ông có những chúng sinh đó anh hiện ra trước cái đó phá thành địa ngục làm chúng sinh đó cho nên có trời nó sẽ vui không bị dịu nó đang hơi thở mới tại gần để nên sao chúng mình nhân ta gần nhau để bắt ông mình đang không bị nó hỏi gì đó thì chết đại đạo xong thì chết đại đạo trong mà tất cả mình chỉ nó là người tập tác mình phải bằng gần nó là người tập tác mình cứ tập còn bằng gần mình thấy trong sự vật chơi lo nên là sao những cái hình nam của mình nào ở trong một pháp nên là sao những cái hình nam của mình nào và tâm xuất trời gồm ở trong pháp chúng con niệm cung kính con cũng mà trong pháp chúng con niệm cung kính con cũng nhầm trong nhầm trong phương tiện đấy đạo hát này đó là cho ba đại giới thất ba đường sinh tử không nên là người Việt Nam người nơi nào không nên là không nên là nghe cái việc lành còn nên là tu hành tự nhiên ở đây đạo hỏi chính chắc chắn không còn khó chuyển phẩm số ba không tạm bạch hỏi nó là không tạm bạch cùng rất là gần bạch nói tôm thì khi đấy không trở lại đây nghe nói tôm ngày khen sự hồi lực lớn sự hồi ngoại lực còn mấy cái bạch nghe là tâm một tác nhưng mà sao những số người hiện nay còn nữ nào nghe hiệp này nghe kinh điển này và nghe hiệp người này trên bài tác hóa được người này trên bài tác nhận ông hoa y phục ăn mặc báo mà bố hết những giường cho người đó lại người này trên tác hại người đó hàng ngày được bao nhiêu là đất có mong mắt không có thể tập với sống sinh hay tập với lai mà nó được vẽ cho nó còn có người này trong bài tác nó còn có người không tại bài tác trong này nếu mà nó nghe cho kỹ ta sẽ bị ông mình nó gọi việc ấy cho là sao có người Việt Nam còn người nữ nào nhưng cái này hay tự người này thành Bồ Tát nghe hiểu người này thành Bồ Tát nghe cái này chỉ là tụng kinh nghe cái này chỉ là tụng dùng hoa y phục đầu ăn mặc báo mở thấy cũng nhiều ngạc chim nữ ngạc khen chim lễ thời cái ấy được 28 lượng ít như sau đây một cái hàng chạy cầm mừng hộ niệm hai quá là cả hêm lớn ba chấm nhân vật hồng cổ thánh bốn mới xong bắt đầu vào đề năm một cái lượng một có nghi ngờ đầy đủ sáu mình tập nó hơn bảy khỏi tên này mà nước vào lửa tám không có bị hại và chấm cướp chín cái khác sẽ là con kính mười
được cái bị hận hậu vệ 11, 16 ngày sẽ chứng hận ăn chay 12, sẽ là con gái các bạn giải 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 đại hận 13, hắn có xe đẹp 14, 14 xem có trời 15, hận của chúa 16, cái xếp lên bị đời trước 17, có một chân được tẩy 18, hội ăn vui 19, ngày rất là có hận hậu 19, cái tao bắt đầu giết sạch 20, cái ngày bắt đầu thiền hẳn 21, đến lúc được không bị chán ngại, không chán ngại 22, bên này cho ba ngủ vui vẻ 23, người tập nó có việc người tập nó một phút nếu cái tài được khắc khổ 24 nếu có nên chưa có bất hạnh sẽ mà khó khổ mới sướng và sẽ mà có bất sướng 25 các bậc người sang hiệu sắc cái tế là lên minh 27 giờ đồng thời mỗi 28 mới có hạnh phúc bây giờ lại về nỗi này không cho thấy nên sao các hàng chạy còn bí hận mà nghe mà thấy tụi mình mà nghe kinh này cũng mấy tụi mình đẹp hồ ta mà nghe nghe kinh này mà nghe tụi mình cho một tác anh đang tụi mình đẹp cho một tác mà nghe cái sự về của người tu hành của người đẹp cho một tác mà người khen chung lễ hay cái được bảy điều như sau đây một mong chứng bậc thánh hai cái tội ác tiêu diệt ba cho Phật đã ủng hộ 4. Mới không mắc đạo bồ đề 5. Nhóm biết được về đời trước 5. Mỗi luật sinh trưởng 6. Nhóm biết về đời trước Nhóm biết về đời trước 7. Ngốc với hành Phật Đại hội tháng tháng Bây giờ bắt cách tiếp bắt cách tiếp tất cả Vì Phật và Đại Bồ Tát Cũng có mấy chúng chạy gồng Cho mình quên đi dù bắt hỏi đó Nghe nét cho mình đi Phật Và Nghe nét cho mình đi Phật Hẹn sang trang bày sự vận hành lớn có người đẹp trong mặt tác và sau này thì từng có nó chỉ có lượng nó chỉ là để với bình hương hoa nghe chú ngọc cũng nhường nó trong phật ngày này trong xong rồi tất cả chúng trong họ đều chắc tay đều chắc tay chim lễ mà nuôi ra cái này trong mặt tác cũng nguyện với hạ hết bổng hại để tại sao như nó kinh tại tại cũng là nguyên sanh tại đây tâm như hợp là vô cùng với sự pháp sanh nam mô hồng trụ học không tăng nam hồng trụ học không tăng nam hồng trụ học không tăng nam mô đại nguyện niệm tạng bồ tát nam mô đại nguyện niệm tạng bồ tát nam mô đại nguyện niệm tạng bồ tát ma ha tát ha 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 bồn sanh mô đi so ha